quên mấy cái thì à? Mải góc quên mấy cái thì đi xem bỏ chỗ nào hai lần thì nãy nhìn thấy cộng thôi. Đoạn này bình thường, đoạn Phan Đình Phùng này mới đẹp nữa. Xưa Phạm Văn Đồng như này luôn. Buổi tí ngủ ngon luôn. Thế thôi, chứ bình thường mình đi vẫn, ví dụ mình đi đâu công việc thì vẫn thế. Không, mình đi về quê mình đi đường kia nhanh hơn.